ngày 21 tháng 9, kính Thánh Matthew. Thánh Matthew là người thu thuế trong thành Capernaum, nơi Chúa Giêsu sinh sống. Thánh nhân là người gốc Do Thái, nhưng lại làm việc cho người Roma, lúc ấy đang cai trị những người Do Thái. Vì lý do này, những người Do Thái bản xứ rất căm ghét Matthew. Họ không làm bất cứ thứ gì chung với những hạng tội lỗi công khai này, như những người thu thuế giống Matthew vậy. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại không cảm thấy như vậy. Ngày kia, khi Matthew đang ngồi ở bàn thu thuế, Chúa Giêsu liền nói: "Hãy theo ta." Lập tức Matthew bỏ lại tiền bạc và địa vị và đi theo Chúa Giêsu, trở thành một trong số 12 tông đồ của người. Sau đó, Matthew đã làm một bữa tiệc rất thịnh soạn để thiết đãi Chúa Giêsu. Ngài cũng mời các bạn bè cùng làm nghề thu thuế như Ngài tới gặp Chúa Giêsu và nghe Chúa dạy bảo. Có vài người đã bắt lỗi Chúa vì người dám đồng bàn với những người mà họ cho là quân tội lỗi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã có sẵn câu trả lời. Những người mạnh khỏe thì không cần đến thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu gọi những người công chính, mà là để kêu gọi những người tội lỗi biết ăn năn hối cải. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Thánh Matthew đã ở lại Palestina. Thánh nhân lưu lại đó ít lâu và rao giảng cho dân chúng nghe biết về Chúa Giêsu. Chúng ta rất quen thuộc với sách Tin Mừng theo Thánh Matthew. Cuốn sách mô tả câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu và những điều người dạy. Tin Mừng này được linh hứng và được đặt tên là Tin Mừng theo Thánh Matthew. Nhưng chúng ta không chắc là Thánh Matthew có thực sự là tác giả đã viết cuốn sách này hay không. Trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu được trình bày cho những người bản xứ Do Thái như là đấng Messiah mà các ngôn sứ đã tiên báo là sẽ đến để cứu giúp chúng ta. Sau khi rao giảng Tin Mừng cho nhiều người, Thánh Matthew đã tự đạo để làm chứng cho đức tin Ngài rao giảng. Chúng ta có thỉnh thoảng dán nhãn cho ai là hạng đồi bại hay quân tội lỗi không? Nếu có, chúng ta hãy cầu xin với Thánh Matthew. Chúng ta hãy nài xin Thánh Nhân giúp chúng ta tránh dùng những nhãn hiệu đó. Chúng ta không muốn bắt chước các việc làm sai trái của họ, nhưng chúng ta không nên khinh bỉ họ. Chúng ta hãy thẳng thắn nói không với tội lỗi, nhưng hãy đối xử với những người tội lỗi bằng tấm lòng hiểu biết và cảm thông.